Dạ, xin mời chị. Lời đầu tiên, Mảnh Ghép Yêu Thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương xin chào chị. Dạ, anh chào ban Mảnh Ghép Chị Yêu có Thương. thể nói lớn lớn lên chị. Dạ, anh xin chào chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương và cộng đồng mạng mặt cô bác với anh chị em. Dạ. Rồi bây giờ chị có thể cho quý vị khán giả biết tên cũng như tuổi của mình ha. Dạ, em tên là Phạm Tiết Loan. Năm nay là 56 tuổi. Phạm Tiết Loan, Dạ. 56 tuổi. Dạ. Chị Loan đến từ đâu? Em đến từ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Rồi, chị Loan đến từ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Hiện nay tình trạng hôn nhân của chị Loan ra sao chị? Dạ, em ly dị nay gần 10 năm. Em ly thân 2008. Giờ tới 2016 em mới ly dị. Ly dị nay là năm 2016 hả? Dạ. 16 cũng Làm đơn 2016. 7-8 năm rồi ha. Dạ. Trước khi hai anh chị ly hôn đó, mình có với nhau được mấy người con? Dạ, em ba người, một gái, hai trai. Một gái hai trai. Dạ. Mắm cá linh, mắm cá lóc, mắm cá sấu, vừa mắm châu đốc đặc biệt thơm ngon. Chắc cũng lớn hết rồi hả chị? Dạ, gái lớn gả có gia đình, còn hai em trai còn học nghề hớt tóc. Dạ. Dạ. Rồi hiện nay ở dưới nhà Mỹ Tho là nhà chị luôn hả? Dạ, nhà của họ cháu, giờ còn mẹ già bệnh ở nhà chăm sóc bà, Rồi, rồi còn những hai người đứa con con của ở bên chị, bên những người con của nội. chị đó có ở chung với chị không? Không. Ở riêng luôn hả? Dạ. Giờ nó tự mần nó sống. Rồi hiện nay ở dưới Mỹ Tho đó chị sinh sống bằng nghề gì? Em trước kia đi làm mướn mà em không có tài sản gì hết. Đi làm mướn. Dạ, Ai làm kêu mướn. gì làm đó? Dạ, mướn ở trên Sài Gòn á. Đi làm trên Sài Gòn Dạ. đó. Rồi hôm nay chị Loan, chị đến với Mảnh Ghép Yêu Thương. Chị muốn chương trình giúp gì cho chị nè? Em tới Mảnh Ghép Yêu Thương giúp cho em một người có công ăn việc làm ổn định và có nhà, về chung sống cũng như là ước mơ có gì mở cái quán nhỏ tạp hóa gì ấy, buôn bán rồi không đòi hỏi gì hết. Kiếm một người bạn đời Dạ. có nghề ổn định, Dạ. có nhà, có cái tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ càng tốt. Dạ. Rồi thí dụ như cái người đó không có nhà rồi sao? Được không? Không có nhà hay có công ăn việc làm ổn định cũng được, Được không? mướn nhà chỗ ở. Được không? Có được Dạ được. không? Quan trọng là có được hay không. Được luôn ha. Dạ. Tại vì mình cũng đâu có gì đâu. Dạ. Thôi vậy nè ha, bây giờ trước khi mình chị em mình tiếp tục trò chuyện á, Dạ. thì chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương có một cái điều lệ nên chị có quyền chấp nhận và không chấp nhận ha. Rồi chị có cho phép Mảnh Ghép Yêu Thương của tụi em sử dụng hình ảnh của chị để đăng lên mạng xã hội hay không? Dạ, đồng ý. Cho ha. Dạ. Mọi khiếu nại của gia đình chị, con chị cũng như bản thân chị sau này yêu cầu chương trình gỡ hoặc xóa đi cái video này là không được. Dạ. Chị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật với lời nói của mình. Dạ. Rồi, ok, cảm ơn chị. Bây giờ mình tiếp tục ha. Dạ.
Chị Loan nè, chị biết đến chương trình Mảnh Ghép của Yêu Thương của tụi em á qua cái phương tiện gì? Em coi trên Facebook. Ừ. Dạ. Rồi chị thấy sao? Thấy đầu thì em cũng chưa tính là bước nữa. Mà thấy chương trình này kết nối cũng thành công nhiều cặp, thấy cũng vui. Bây giờ mình đang buồn nội tâm, đang buồn nữa. Thành ra mình tới đây để mình nhờ ấy, mình có người ban đời sau này nửa đời còn lại. Chị đang buồn. Chị đang buồn đi kiếm chương trình. Yeah. Kiếm chương trình làm gì chị? Buồn, buồn đi kiếm. Buồn là buồn như là cuộc đời của người ta thì thấy hạnh phúc, còn mình đó giờ chưa có hạnh phúc lần nào á. Chị hôn nhân là... của mình ngày xưa nó không hạnh phúc hay sao? Dạ không. Mà đó là tại vì gia đình ép gả thôi chứ mình cũng không có. Ngày xưa là bị ép gả ha. Dạ. Chứ không phải mình yêu. Mình ha. Không có tự chọn. Dạ. Rồi hiện nay khi chia tay 7-8 năm nay rồi ảnh ảnh có ở gần với chị không? Dạ không, ở Đồng Tháp á. À, quê dạ. Quê chồng Đồng Tháp. Dạ. Cũng quê ngoại ở dưới luôn. Mà đó tại vì quê nội ở Tây Ninh. Giờ về đó là năm 18 tuổi rồi cái mới năm mấy 2 năm mà cái bắt gả luôn. Là 20 tuổi gả. 22 tuổi có con rồi cái... Rồi hiện nay bên chồng không có hạnh phúc gì chứ. Hiện nay chị còn sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh không? Dạ em nghĩ tại vì mẹ năm nay 90 tuổi, bà bệnh tiểu đường rồi bệnh tim rồi nhà không ai lo. Nhà chỉ còn có mình em. Chị ở nhà chăm sóc mẹ già. Nhà chăm sóc. Rồi nguồn thu nhập đâu mà mình chăm sóc? Rồi con cháu ấy, rồi mà đó giờ mình mần rồi nhìn dụm rồi cứ lo từ từ chứ giờ mẹ già đâu có mận gì đâu. Có nghĩa là cái nguồn thu nhập là con cháu gửi cho dạ, cho chị để chị bỏ công chị lo cho mẹ già. Dạ. Rồi ngoài những cái điều kiện nãy chị đưa ra là cái anh đó là phải có công ăn việc làm ổn định, phải có nhà cửa, có cái tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ thì nó tốt. Nhưng chưa có là về mình từ từ có cũng được, cũng mở sao cũng được chứ không cần gì mà có sẵn. Rồi cái độ tuổi chị, cái độ tuổi như thế nào mới thích hợp với mình? Tuổi lớn em chừng 10 tuổi. 10 tuổi. Nhỏ hơn được không? Dạ không. Không được. Bằng chị trở lên hay là sao? Bằng em trở lên. 56 trở lên ha. Dạ. 56 đến 66. Dạ. Được rồi. Chị có xem được những cái video nào ở trên Facebook của Sài Gòn Go đúng không? Dạ. Rồi chị có xem được cái video nào trên đó nè. Chị như chị nói là lớn chị 10 tuổi đúng không? Dạ. Em mường tượng ra được, em suy nghĩ ra được chị muốn nhờ Mảnh Ghép Yêu Thương kết nối cho cái người đó rồi. Nhưng mà em muốn chính chị, cái em không có nhớ. Chính chị nói ra. Không có nhớ người đó. Hả? Không có nhớ. Có nghĩa là chị muốn nhờ Mảnh Ghép Yêu Thương. Là quên tên, quên tuổi rồi. Bây giờ tôi nói, chị chịu không? Chị muốn Mảnh Ghép Yêu Thương kết nối cho chị với lại chú Tiến 66 tuổi đúng không? Chú Tiến mình nhớ rồi. Chú Tiến 66 tuổi, 2 tỷ đúng không? Không phải. Không phải à? Chứ chú nào? Thì em nói cái độ tuổi vậy thôi chứ nhớ, không có nhớ cái người đó là bao nhiêu. Chị coi cái clip đó chị mới nhớ, chị mới đi tới đây chứ chị không nhớ sao chị tới đây. Không thì nhớ tên thì không có nhớ. Nhà chú đó ở đâu nè? Ở thành phố phải không? Cái anh đó anh là ở giờ tìm người độc thân, tại vì em coi trong đó là người nào cũng có như thôi vợ với chết vợ rồi con cái còn ấy, em giờ những người là độc thân không còn không có ai vậy. Thôi kiếm người độc thân ha, có công ăn việc làm ổn định được rồi, rồi có nhà nè, rồi có tiệm tạp hóa nhỏ, không có thì hai người tự tạo ra. Yeah. Rồi sống cuộc sống nó hạnh phúc hơn. Sao chị không tìm cái độ tuổi cỡ mình hoặc hơn mình chừng xí thôi?
Thì sao mà thì lớn từ hơn tuổi lớn hơn mình tuổi tới 10 tuổi thì nó 10 tuổi vậy đó. 10 tuổi thấy nó già quá không, rồi lúc đó như thế nào? Rồi lúc đó trở lại chị phải chăm sóc cho họ nữa, rồi phải cực khổ cho bản thân mình không? Tại sao mình 56 tuổi nè, như chị 56 tuổi chị rất là trẻ đẹp luôn, phải không? Thì mình cũng có thể mình chọn cái độ tuổi thích hợp với mình từ 56 cho đến 60 đó, thì nó em thấy nó tương xứng hơn, tương xứng với mình nè, đi ra đường cũng thấy tương xứng, về nhà cũng tương xứng, mà thí dụ như có thể chăm sóc qua lại lẫn nhau được. Thí dụ như nó cao quá 66 gần 70 rồi thì giờ về là thời gian sau có thể mình sẽ chăm sóc nữa, có phải cực không? Không, em thấy cái tuổi đó chững chạc hơn, còn nhỏ nhỏ nhiều khi nữa còn bôn me thì chuyện này rồi chuyện bây giờ nữa. Chị thấy cái tuổi 66 là chững chạc đúng không? Nhưng mà chị cố nhớ đi, chị muốn kép nói cái người đó là người nào nè? Tại nhiều quá đâu nhớ người đó là ai. 66 năm 61 62 gì nhóc chứ không biết đâu. Nhưng chị có chấm được người nào chưa? Chưa chấm được à? Chưa đúng không? Rồi hôm nay chị đến đây chị muốn bày tỏ cái nỗi lòng mình ra để cho các anh các chú đó thấy, để chủ động đến với chị ha. Dạ. Hay là sao? Hay là chị muốn tự chọn? Không, nhờ chương trình kiếm giùm em chứ giờ em không, tại vì tối ngày em ở nhà không đâu đi đâu mà. Mà hạnh phúc của chị phải tự chọn chứ sao, nhờ chương trình, chương trình tụi em là nhịp cầu. Chương trình là như là câu cái người đó có được không, rồi mới đầu mình mới liên lạc qua lại nha, mình tìm hiểu chứ. Hạnh phúc có cảm ơn không? Nếu hạnh phúc có chị có cảm ơn không? Cảm ơn chứ. Còn không hạnh phúc, còn hạnh phúc có chửi không? Dạ không. Thiệt không? Thiệt. Thôi tôi ghi lắm thôi. Số phận đó mà do nó số phận mình thôi. À. Vụ này tôi ghi luôn. Không có đâu. Chị 66 tuổi thấy chị trẻ đó. À, chị ngoài nhìn cái bàn tay chị là nó không có lao động vất vả. Chị làm mướn, làm mấy, làm việc nhẹ không mà đâu có bằng cái đó. Thì đó, nhìn tại thấy đó có chồng thì còn đi làm hồ, làm mà cắt lúa, đi ruộng, đi đẩy đâu. Bây giờ 10 năm nay thì nó cũng đỡ hơn đó. Như cái điều kiện của chị cũng dễ mà, à, không có nhà cũng được, không có nhà thì đi mướn nhà trọ hai người ở, miễn sao có hạnh phúc thôi phải không? Dạ. Yeah. Chị có thích hát không? Dạ, yeah, cũng ở nhà cũng karaoke hoài, với đám tiệc cũng có ca. Karaoke ngày chị mở lên chị hát mấy tiếng? Có khi 2-3 tiếng cũng có. 2-3 tiếng luôn hả? Ngồi cao mình buồn, ngồi cao hoài. Hát cao vậy luôn hả? À. Có khi nào mà lối xóm qua khen chị hát hay không? cũng có nữa luôn á hả? Hát 2-3 tiếng hơi luôn. Dạ. Ừ. Ca hồi nó thấy khàn tiếng thôi nghỉ. Chị thích hát nhất nhạc gì nè? Nhạc trữ tình, nhạc bolero. Trữ tình bolero rồi. Dạ. Ha. Chị thích hát cái bài nào nhất? Thì hát thì mình không có thuộc. Chỉ nhìn nó rồi ca được rồi. Ừ, không có ý em hỏi là chị thích hát bài nào nhất? À gì? Mình tìm ông hỏi cái bản gì hả, gì hàng xanh làng cây giá lá xanh cái kiểu gì tựa gì quên rồi. Vàng cây lá bay. Dạ. Đôi tay như cái bản lá bay gì ta, cánh thiệp hồng quên rồi. Rồi vàng vàng cây lá bay đôi tay cái gì nói cái quên cái tựa nhiều. Thôi bây giờ cái bản nào thuộc đi thôi, sầu tím thiệp hồng đi. Cái này tâm trạng chị đang buồn đúng không? Đang buồn rồi thì bây giờ chị thổ lộ cái tâm trạng buồn mà qua một cái bài hát được tác giả viết ra rất là hay, sầu tím thiệp hồng. Ha. Bây giờ chị có thể hát, em có hát chay thôi. Chỉ nhìn nha, em ca được. Thôi thì giờ hát chay hát khúc thôi. Khúc nào nhớ thì mình hát, còn khúc nào không nhớ thì thôi bỏ. Rồi chị tặng cho quý vị khán giả ha, cũng như cái ý trung nhân sắp sửa đến với đời mình nè. Rồi mời chị. Em giờ không có nhớ cái vô đầu sao quên nè. Nhớ cái tựa vậy là cái nữa, còn cái bản thì nhớ cái lời hát mà không có nhớ tựa. Nếu có người bắt nhịp vô lại mới nhớ được chứ. Như mình ca karaoke thì nó có đờn,
nó bắt nhịp vô đầu tiên là biết cái giọng đó, ừ cái gì thì tự nhiên giờ ca đâu có biết. Nhớ khúc nào hát khúc đó. Rung quá à, nhớ. Rung quá không có nhớ. Có gì đâu rung, bình thường thôi. Giống như chị em ngồi nói chuyện gì đó. Giống như chị em mình ngồi tâm sự nói chuyện rồi hát nghe chơi, có gì đâu rung. Em không nhớ, vô đầu mình sao quên rồi. Bây giờ hát ngang có không nhớ. Cái nào có cái điện thoại không ta mượn chút coi. Cái nào có điện thoại không ta mượn chút coi. Trời nhớ rồi hát. Tôi không nhớ. Tự nhiên ở nhà bắt lên thì nhìn thì biết là vô giọng mà ca vẫn tự nhiên nói nghe quên. Đó. Vì sầu tiếp tiếp học đi. Từ lúc quen nhau. Đó, được chưa? Rồi, vô nào. 1, 2, 3, vô. Từ lúc quen nhau anh nói một câu gì tỏ tình ta mến nhiều. Nhiều đêm ngắm trong ước lạnh lòng góp nào. Suốt đời tình thấm sâu. Phải vô tiếp. Suốt đời tình, suốt đời tình thấm sâu là sao nữa? Nhớ thương đây. Nhớ thương đầy vơi mong thấy em mỉm cười mà sao em một lòng mờ rộng vòng tay. Mờ rộng vòng tay. Vòng tay có anh gì đón anh như nào thấy. Bây giờ đi tìm nè. Rồi thôi. Khó quá cho qua đi. Ca có đợi ca tự nhiên cái nó kỳ. Khi chị Loan này chị đến với chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương, các con chị có biết không? Dạ, dạ không, mà nó coi điện thoại chắc cũng biết. Tại vì nó chị xa có bao giờ chị có bao giờ tâm sự với các con của mình là mẹ có thể đi thêm bước nữa không? Không, mẹ em không có nói. Rồi liệu chị đi đến với chương trình này các con chị có ý kiến gì không? Yeah. Nói có ảnh hưởng tới cuộc sống của các con chị không? Không. Nghệ lớn đó thì giờ mẹ tìm ai mà có hạnh phúc thì lo cho mẹ thì mẹ cứ tìm. Chứ giờ tụi con cũng có gia đình thì con cũng lo bên chồng. Dạ, yeah. Còn hai thằng trai thì nó vô tư, không có nói gì trời. Như chị nói cuộc đời của mình nó rất là gian nan hả? Dạ. À, trong cái gian nan là về cái vấn đề gì, tài chánh rồi vấn đề tình cảm hả? Như là chồng không có thương, cái đi tối ngày cái lo cờ bạc vậy đó. Rồi không có lo cho gia đình vợ con vậy đó, là tự vợ con xin đi làm là sinh sống thôi. Đúng rồi, cái đó rồi bên cũng chồng là một cũng cái khó khăn rồi bắt lỗi bắt phải rồi nó nói. À, thằng con trai hư gì cái đứa thượng dâu không à, nó sao mày không dạy nó. Không sao dạy được. Cái điều đó cũng là một cái điều hết sức là đau khổ khi mình vì cái lý do đó mà anh chị chia tay hả? Dạ, với cờ bạc em nói hoài không được, em nói mấy lần em nói bây giờ nói nhất ba tam ba lần nhưng mà không được thì đó là tôi không nói nữa. Rồi cái đợi thằng con em là năm đó là nó có mấy tuổi à. Mà em chờ tới 15 tuổi em mới đi lên Sài Gòn mừng. Mừng bên chồng cái điện kêu về đúng ký tên. Không phải. Cái về ký tên nữa ông bán đất bán gì ở nhà. Rồi có tên của em chồng mà kêu em ký. Rồi sẵn đó các em nói giờ làm giấy ly dị luôn. Sẵn luôn ha. Dạ,
Ông ấy làm như vậy luôn, kêu ký lấy ký à. Chị Loan nè, trong cái thời gian khoảng 7-8 năm nay mà khi mà chị chia tay với ông xã mình đó, với lại cái sắc đẹp của chị vậy nè, chị không lẽ chị không quen được một cái mối tình nào khác? Đi làm cho người ta ở nhà không, đi đâu ra ngoài là quay. Giờ về nhà ông vậy, ở nhà không mà. Tối ngày em ít có giao thiệp đi bạn làm bè. Cho ông chủ có kết không? Ông chủ hả? Ông kết hay không mình không để ý, mình không có biết. Ông có khi nào ông đi ngang, ông đá lông nheo rồi không? Không. Không có hả? Đi mừng tối ngày đâu có gì. Chủ cũng đi làm chứ đâu có nhà. Mình như mình giúp việc cái ở nhà ông mình vậy đó. Rồi tới giờ nấu cơm nước là chiều chủ về ăn, vợ chồng con cái vô vậy ăn. Rồi, bây giờ chị còn cái gì muốn nói nữa không? Muốn gửi gắm đến cái ý trung nhân của mình sắp đến nè. Em xin anh nào muốn kết hợp với em về sống nửa miếng ghép còn lại với em thì anh tới với em. Mình gì lo, tại vì em không có nhà, không có tiền. Bây giờ anh có nhà ở cửa hồi nãy về có vốn rồi nhà mình mần ăn nửa đời còn lại. Cái gì em không có đòi hỏi gì ha. Vậy thôi ha. Đơn giản luôn ha. Ví dụ như anh nào mà có nhà nè, rồi có công ăn việc làm ổn định. Cái điều quan trọng là đừng có cờ bạc ha. Dạ. Rượu chè được không? Dạ không luôn. Không luôn. Không hút thuốc luôn. Không hút thuốc luôn. Không. Rồi sao ta? Khó à nha. Ví dụ như tại phải có cái món nào đó. Em không có chịu nổi. Không có mùi. Có thể kêu anh sửa được không? Thì hút ít ít thì được. Mà hút mà tránh nha, đừng có ngồi ngay mặt mà hút không được. Rồi ngay mặt hút rồi sao? Nóng ví dụ hả? Như ngồi gần vậy đó. Mình có la không? Dạ không có la, mình nói vậy thôi. Chị có hay giận không? Thì nói hoài không được, phải giận rồi. Chị giận lâu không? Không. Giận cả nửa tháng không? Vài ngày hả? À. Vài ngày gì? À. Đừng ông đúng rồi, giận vài ngày thôi, nửa tháng chị lỗ chứ ai lỗ. Rồi giờ quyết định vậy đi ha. Dạ. Xong rồi hả? Còn gì nữa không? Muốn nói thêm gì nữa không? Nói đi. Để mốt cái muốn cái về cái suy nghĩ là trời tôi quên nói thêm. Giờ suy nghĩ đi cho tao nói thêm chút nữa đó. Không, anh vợ thôi. Thôi ha. Rồi nãy giờ chị ngồi trên ghế chị thấy có rung không? Rung. Rung hả? Ừ. Có gì đâu rung. Tại đó giờ mình chưa từng ngồi nói chuyện với đông ở nhà không đi mừng đâu có lại đâu rồi chị thấy nữa. Rồi chị thấy chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương làm việc làm sao cũng vui vẻ. Em mở đầu tới đây em cũng hồi hộp, ngồi ngoài em lo là không biết trong này sao, đông hay là sao, là như thế nào. Tại vô đây thấy mấy anh cũng vui vẻ, cũng niềm nở đón tiếp, cũng bớt luôn ha. Dạ. Rồi giờ xong rồi ha. Dạ. Vậy giờ chào quý diễn giả, các chị em mình kết thúc chương trình ha. Dạ. Rồi chị chào quý diễn giả nè. Dạ, em xin chào quý vị khán giả Mạnh Thường Quân, các anh chị nhân Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước. Chúc nhiều sức khỏe, những chuyện như ý và mọi người yêu thương. Rồi, Mạnh Ghép Yêu Thương cũng chân thành gửi lời cảm ơn đến chị đã dành thời gian quý báu của mình, cũng như không ngại đường xá xa xôi đến với Mảnh Ghép Yêu Thương để tin tưởng Mảnh Ghép Yêu Thương tìm giúp cho chị một nửa còn lại ha. Rồi trước khi kết thúc chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương cũng cầu chúc cho quý vị và các bạn được thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.